dọc điện chốn Kim Môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn, trong y cùng sinh thấy một thu có đôi ngàn bầu trời cảnh phận y. Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa.
lô mây nặng chiếu lưng đeo. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ban giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoan Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô Dị Phương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô Dị Phương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Quốc Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Quốc Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Diệp Hương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á, là cô đã xem rồi. Và cô Diệp Hương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Diệp Hương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng, tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn, hết hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về, trời ơi sao con đẹp chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó, mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa, chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này, nó trong veo mà nó rất là sắc nét, con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả, nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy, một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á thì quán quân chỉ có một thôi, nhưng mà tất cả các thí sinh nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Các thầy cô và các vị khán giả, con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi, con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây, con xin trình bày ca khúc Cha Già. Thank you.
dầm bom, dầu dài nắng mưa, cha mẹ tao tận một đời. Con không đêm, cha buồn với nhiều thương nhớ. Mẹ đã xa rồi, cha là xứ mẹ đời con. Đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử câu tặng chú thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử câu đi. Thuở con nằm nôi, con đã nghe lời ru đắng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn.
niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á, rất rất là cảm xúc luôn. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ cái nói cái nha. Đó. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha con. Cái gì con ở, cha con ở Phú Quốc á. Nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc à, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình ấy. Cha con nhớ cha niềm lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận. Người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt. Và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tú My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thực ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... Chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tay vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Tại vì chú Quốc Đại vừa dân ca vừa cải lương. Cô Tô Mì ơi, cô Tô Mì biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ. Tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Oh my god. Hay không con? Sâu đôi thương loan em cũng đoan trường. Sao xa bầy cũng thương cũng quà điêu. Em xa người đang lạc phím chung dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Thôi mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo.
với thầy cô, quý vị khán giả. Con tên là Đỗ Hải Minh Vy, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ca hát. Sau đây là phần dự thi của con. Bài hát được mang tên Quê Hương. Mấy chú ơi, khoan mở nhạc cho con đọc thơ mấy chú ơi. Quê hương, quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Cho con chèo hai
tuyệt vời luôn con, rất ngọt ngào. Và một phần trình diễn 2 trong 1, vừa hát vừa múa luôn. Một cái hố tay cho bạn nhỏ của tôi. Trời ơi, quê hương con ở đâu? Con không biết. Nhà mình ở quận mấy? Con ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Hồi xưa giờ mình đẻ ra là mình ở đó luôn phải không? Dạ, hồi nhỏ là con ở nhà cũ, bây giờ con đổi nhà mới. Nhà có điều kiện, mọi người thân mến. Dạ. Vậy nhà cũ của con có mấy lầu? Lúc đó là con vẫn còn trong bụng mẹ. Ôi trời đất ơi, lúc đó con không biết. Dạ. Vậy giờ con qua nhà mới nè hả? Nhà mới có thang máy không? Nhà mới con không có thang máy, nhà mới là cái nhà hồi nãy con mới nói. Biết rồi, biết cái nhà mới đó rồi, nhưng mà cái nhà đó có lầu không? Dạ có. Có lầu luôn phải không? Đó, dễ thương. Rồi, cười tươi lên. Bởi vì là ngày hôm nay, với phần trình diễn của con đã được sự lựa chọn đến từ lớp học của cô Tommy và cô Huỳnh Mến. Con thích quá à. Con đọc mấy câu thơ là cô muốn bấm rồi. Nhưng mà cô để chờ thử con hát như thế nào. Và cô không có thấy thất vọng khi mà con hát câu đầu tiên. Rồi càng về sau con càng cho cô cái cảm giác rằng là một cái quê hương rất là đẹp. Và cô hỏi là tại sao một em bé có 5 tuổi thôi mà lại giỏi như vậy. Nên là cô không tiếc một phiếu cho con, cô bấm ngay. Con về đội của cô thì cô sẽ cho con càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dễ thương quá. Cô Mến có nói gì không? Cô Mến cũng rất là đồng ý với lại cô Tommy nè. Cô Mến thấy là con, trọng trách của con hôm nay á, là gấp mấy lần với bạn khác. Mấy bạn khác cũng vừa hát vừa nhảy đúng không? Nhưng mà mình vừa múa vừa hát nè. Và cái điệu múa của mình nó có cả hai cái nón lá nữa. Và mình có một cái micro nữa. Nhưng mà cái cách con xử lý rất là bình tĩnh. Con xứng đáng được đi tiếp và con sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các thầy cô. Rồi nắm tay nhau mình về với đội của mình đúng không? Nắm tay nhau mình về với lớp học của mình. Xuống nhẹ nhàng thôi. Đó. Rồi chạy về dưới luôn. Quá à. Các tài năng diễn tiếp theo nhé. Dạ con xin chào quý thầy cô và các khán giả. Con tên Trọng Phạm Mai Anh. Năm nay con 10 tuổi. Con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. Mà nhớ anh trong
Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Cô có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con, thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình rung á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt, vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dần trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc. Nức nở dần trăng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con, ngày hôm nay thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, con hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tạo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn LED á chiếu lên cái, ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chia có thành bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, nó đã không phải dễ ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương nghĩa sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói giỏi. Chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất quý thầy cô và quý khán giả, con tên là Nguyễn Tấn Tài, nickname của con là Công Tử Miệt Vườn. Con sinh ngày 17 tháng 3 năm 2011. Con đến từ Tiền Giang, nơi sinh của con là Bệnh viện Đa khoa khu 3 thị trấn Cái Bè. Dạ, hôm nay đến với chương trình này, con xin trình bày nhạc phẩm được mang tên Về Miền Tây. Thank you.
Cuối cùng, cái bài hát này kết thúc thì con đã được sự lựa chọn đến từ lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Con vui không? Vui. Ủa sao cười lên, hàm răng cửa nó hơi bị trống trải nhỉ? Dạ, con hay răng. Con có hay ăn kẹo không mà bị sâu răng? Dạ, cũng hay ăn kẹo nhưng mà ăn kẹo ít. Ăn kẹo gì? Dạ, ăn kẹo trái cây. Ừ, đó, ăn trái cây quá. Chú Minh Sù, dạ? Tới tuổi này là con thay răng chứ không phải tại con sâu đâu. Thì đó, nhưng mà có mấy cái nó hơi đen đen nhẹ. Không sao cả con à. Ngày hôm nay, giọng hát của con quá là dễ thương. Cho nên con được sự lựa chọn đến từ thầy Quốc Đại rồi. Và không biết là thầy có cái cảm nghĩ như thế nào không ạ? Con ơi, con hát rất là dễ thương luôn á. Thầy Đại nghe con hát là thầy Đại tưởng tượng thầy Đại đang đi miền Tây. Không bấm sao được, phải bấm thôi. Con tập bài này lâu không? Dạ lâu rồi. Vậy thì con đến với chương trình này á, con có mong muốn trở thành quán quân luôn không? Dạ muốn. Yeah. Muốn hả? Con có quyết tâm không? Dạ quyết. Quyết. Dạ. Thầy Đại khoái vậy đó. Quyết. Đúng rồi, bây giờ là mình muốn cái gì thì trong tư tưởng mình phải nói là mình làm được trước đã. Đúng. Rồi được hay không tính sao? Con nói đi, con sẽ là quán quân của thử tài siêu nhí. Nào 2, 3. Con chính là quán quân của thử tài siêu nhí. Yeah. Dạ điều này sẽ có ở trong tương lai. Có hay không xin mời con về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Châu Quốc Đại. Dạ, chúc mừng cho đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê luôn. Có thể nói là càng về sau thì có nhiều các bạn tài năng nhí dễ thương và đáng yêu hơn nữa đúng không ạ? Đến từ nhiều độ tuổi hoàn toàn khác nhau. Và để xem thí sinh tiếp theo sẽ là ai? Xin mời! Con xin kính chào các thầy cô cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con yêu mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con không quên bao
Con ơi, con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Lành ơi là lành. Trời ơi, đi đòi nợ cũng không có gì để xiết nợ là sao vậy hả? Tôi khổ quá mà. Bây giờ sao cô lên tiếng giùm tôi coi. Chị Tám ơi, chị ráng chị thư thả chị giúp giùm vợ chồng em. Em hứa là vài bữa nữa rồi em trả cho chị. Tại vì gần nửa năm nay chồng em trở bệnh nặng. Rồi bao nhiêu tiền em mừng được em gom góp em chạy chữa bệnh cho chồng em. Nghèo còn bệnh nữa. Lại đây, bây giờ coi như tôi tính vậy cho cô nè. Nhà con nhỏ gái lớn á, tôi quen mấy cái mối ở trên huyện đó. Mấy ông ở trển có tiền dữ lắm. Bây giờ á, tôi giới thiệu làm vợ bé anh ta. Làm vợ bé thôi, có tiền trả nợ, chịu không? Con bé hai nó còn nhỏ quá, làm bé người ta tội nó lắm chị. Nghèo làm bé mà còn tội vậy, tiền tôi ai tội cho tôi? Còn con Út nè, đúng không? Tôi quen mấy cái mối mà nhà mấy ông giàu mà cờ tiểu thư công tử vậy đó, vô làm người hầu hen. Người ta không có đánh đập gì đâu, lâu lâu á tiểu thư nhéo hay là giật tóc rồi bầm mình bầm mẩy vậy thôi, không có mà bị què quạt gì đâu, được không? Em biết là chị thương em, chị thương gia đình em, chị muốn vậy là chịu đúng không? Nhưng mà chị ơi, con bé Út nó nhỏ quá, rồi nó ham chơi, rồi nó vụng về lắm. Mà lỡ có xảy ra chuyện gì á, cả nhà em, mấy cái mạng đền không nổi chị ơi. Sao nghèo mà trả treo dữ vậy? Lúc mượn tiền tôi không trả treo vậy đi. Thực sự là vợ chồng em không biết tính làm sao hết chị ơi. Được rồi, để ông trời tính. Đây, tôi cho cô hai cái bánh. Đây, cái bánh nhân thịt, còn đây là cái bánh nhân ngọt. Cô về cô cho hai đứa con gái của cô đó, đứa nào mà ăn trúng cái bánh nhân thịt thì coi như là số trời đã định, đứa đó phải ra đi kiếm tiền để mà trả nợ cho gia đình. Chị Tám ơi, em lại chị. Chị cũng làm mẹ, chị cũng hiểu. Đứa nào cũng là con em đứt ruột đẻ ra, làm sao mà em cho con em nó chọn như vậy được chị? Cả nhà ôm nhau chết chùm, hay là một đứa ra đi kiếm tiền để mà còn sống sót á, thì tự mà suy nghĩ đi. Chị Tám ơi, chị Tám, chị Tám ơi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ nghe nè. Mẹ ơi mẹ. Ủa, bé Út của mẹ về rồi hả? Mẹ, nhìn nè. Trời đất ơi, giỏi quá à. Mót được nguyên một rổ khoai đầy luôn. Mà đói bụng chưa? Dạ đói. Vậy giờ mẹ vô mẹ luộc khoai cho Út ăn liền nha. Dạ. Mẹ, hôm nay nhà có bánh, mẹ luộc khoai làm gì? Có bánh. Khoan con ơi, cái bánh đó thơm quá. Đây là bánh nhân ngọt, đây là bánh nhân thịt, em sẽ ăn bánh nhân thịt. Chị hai, bữa nay Út giờ chị hai ăn cái bánh nhân thịt này nha. Em không chịu đâu, em không chịu đâu, chị hai nhường bánh nhân thịt cho em. Mẹ, mẹ cho phép con được ăn cái bánh nhân thịt này nha mẹ. Út ơi, hai ơi, hai. Bánh nhân thịt của người ta con được cũng đã ăn rồi. Hai, mẹ, con biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện này chỉ có con với mẹ biết thôi nha. Mẹ đừng có cho con Út biết nha mẹ. Nha mẹ, con ăn hết cái bánh này.
Thôi mà, con của mẹ đứa nào mẹ cũng thương hết á. Sao rồi, đứa nào là đứa ăn bánh nhân thịt hả cô Lành? Dạ con. Được rồi, theo dì Tám dạ. Lên trên huyện nha con. Cho con nói với em con một câu cái gì Tám. Nhanh. Dạ. Út ra đây. Kể từ hôm nay Út thay chị hai chăm sóc cho cha mẹ. Chị ơi đừng có đi mà, lần sau em sẽ ngoan, em không giành đồ ăn của chị nữa đâu. Bánh nhân thịt từ nay sẽ không ai giành với em nữa hết nha. Thưa cha, thưa mẹ, con đi. Chị ơi, chị ơi đừng có đi, đi mà chị ơi. Đi. Chị ơi. Chị ơi đừng có đi mà chị ơi. Nói lòng
Và đó chính là Phương Nhi. Khi mà ngồi phía dưới lắng nghe tiết mục này, chúng mình xuống thì thấy cô Việt Hương cũng rất là xúc động. Không biết là cảm giác của cô Việt Hương như thế nào ạ? Cô không có nghĩ là Phương Nhi là thi hát, tưởng con là thi kịch. Con là diễn đúng cái cảm xúc của con luôn. Nếu mà hồi nãy con diễn kịch thì con cũng thành công luôn nữa. Lúc chị đi đó, con đẩy luôn hết cảm xúc của cô Thương, hết sức luôn. Thì lúc đó con lại thi hát. À, cho nên là cảm ơn ai đã dựng cái vở kịch này. Đặc biệt cái bạn hỗ trợ đó, cái bạn tên Tám đó, đã hài đẩy luôn đi, đặt bản tên Tâm đi. Chỉ có Tâm quá, cho mượn tiền lời còn nhẫn gái người ta đi bán mất. Dạ. Phương Nhi á, lúc mà mẹ cho cái bánh lần thứ hai, Giang tấu vô con hát trở lại đó, thì tại vì cái bài này vô tình mấy cái câu đầu nó hơi bị thấp, cái cảm xúc nó lên cao, cái con vô nó bập bùng. Nhưng mà nếu mà để thi một tiết mục thôi mà dàn dựng có diễn viên diễn hỗ trợ đà đâu ra đó, cái phần kịch lót cho cái phần ca rồi phần ca giả lại phần kịch, quá hay. Xin cảm ơn cô. Cô Mến thấy sao cô Mến? Ai cô Mến xúc động quá nè. Nhà cũng có hai chị em vậy hả? Rồi em là cô chị hay cô em? Cô Mến là người ăn bánh nhân thịt á. Nhỏ em giờ không chừng nó đang bán bánh bò bánh tiêu đâu dưới quê đó. Em Mến ơi, em có khổ ở nơi nào em nhớ liên lạc chị nghe em Mến. Em ở Việt Nam mà chị em ở bển. Nói chung là mãi đến lúc mà cái người chị xuất hiện lại thì lúc đó em nhớ về chị của mình thôi, chứ không gì hết. Em ơi, cái người chị ở trong cái này đó là người ta bận cá bà Ba Hồng đó em, có nghĩa là người ta đã thành đạt. Bà chị em chắc cũng mở 10 cái tiệm nail đó em. Không, chị em mở spa. Trời ơi. Dạ, chị ơi chị. Dạ. Chị có con Mến ơi. Dạ, nhờ chị ăn cái bánh nhân thịt. Rồi chị qua bên đó chị mở 7-8 tiệm thì ba. Nhỏ em ở nhà ăn bánh như ngọt. Nó nhảy quá chị ơi, nhớ gửi về cho nhỏ con Mến. Dạ. Chị nhắn rồi, bớt khóc đi Mến. Ừ, nha. Dạ, xin được cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. Còn chị Đăng Trang thì sao, xin mời chị. Đây là vở ca kịch có nội dung rất là xúc động. Đồng thời thì giọng hát của con cũng khá là tốt. Mặc dù đúng là cái lúc mà con quá xúc động thì con hát có hơi chệch choạng chút xíu, nhưng mà phần sau thì tốt hơn rất là nhiều. Cô chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã hoàn thành xong tiết mục rất là cảm xúc của mình. Và hy vọng rằng tiết mục tiếp theo cũng sẽ làm hài lòng tất cả quý vị. Xin mời. Rồi không còn nhận ra tiếng
phận nổi trôi. Còn một trái tim mai ơi, nhớ lại miền Tây, nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoan trường. Đó chính là Trúc Mai. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cái bài này chú Nghĩa nghe nhiều lắm rồi, nghe rất là nhiều người hát, từ người lớn cho tới các con, trong nhiều chương trình khác nhau. Nhưng mà mỗi một lần nghe chú đều có cái cảm xúc nó như nhau cả. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái hoạt cảnh này, khi mình nghe cái giai điệu này, cái ca từ này, thì mình nhớ lại những cái nơi mà mình đã đi qua, những cái vùng lũ mà chú Nghĩa đã từng đến. Thì ở đó bà con người ta cũng đã có rất là nhiều nỗi cái thống khổ như vậy. Nhưng mà cái điều hay ở đây là con là một cô bé còn rất là nhỏ. Không biết rằng con đã từng đến những cái vùng lũ như thế này bao giờ chưa? Các con đã từng chứng kiến người dân đau khổ lao đao như thế nào mỗi cái lần thiên tai như thế này hay chưa? Mà con có được cái cảm xúc như thế trong cái giọng hát của mình, trong cái sự biểu cảm trên gương mặt của con. Con được lợi thế là cái gương mặt của con nó rất là thiện cảm với người xem. Cái gương mặt rất là đào thương. Cái mặt y như cô Việt Hương. Chú bị tuột mút luôn con. Cô nghe Hương xong mà tuột lúc mút con luôn. Vừa xuất hiện cho cô nói trời sao giống tôi thu nhỏ, năm nay con 42 tuổi chưa. Bạn mới có 10 tuổi à chị ơi. Nhìn như giống y như cô Việt Hương, tại vì cô thích bận áo bà ba đó. Không biết bình thường khi con mặc trang phục của con á thì như thế nào, nhưng mà khi con mặc cái trang phục này trên sân khấu, áo bà ba và cột cái tóc kiểu này, nhìn con rất là hợp cảnh, hợp tình, hợp y tất cả mọi cái. Y chang cô Việt Hương hát nghĩa. Chị nó nghe là cho em đầy cảm xúc em nói với con được không? Tại tôi thấy tôi bận áo bà ba mà sao không tôi được so sánh thì không, chị bận đồ bà ba là giống bà hội đồng hơn chị ơi. Trời ơi chị đó. Lâu lâu cho tôi đẩy xuống thiếu nhi thích rồi. Thích bé cái mặt nó thánh thiện. Con thích cô không? Dạ thích. Đó thấy chưa, thích giống á. Thường thích hay giống lắm. Thì với cái gương mặt này của con và với cái giọng hát này, con hoàn toàn có lợi thế với cái dòng nhạc dân ca trữ tình, mà đặc biệt thầy con là thầy Quốc Đại nữa. Trời ơi vô cái này là trùm phé luôn rồi còn gì. Chị đâu có gì để nói. Bởi vì chị thấy giống chị là chị thấy êm rồi. Áo bà ba được cái đẹp lay chàng qua cái màu sắc là của con bé Tô Mi. Đứng cái đứng tướng dẹo 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 đi đứng tướng dẹo dẹo nữa. Bận bồ mà ba ra mà diễn, trời ơi thấm đậm thương dễ sợ. Tràn ra tới đây mà cái mặt nước lũ dâng cao là cao tới đâu bắt nước tới đó. Hiểu không? Thấy thương hết sức luôn. Dạ. Biểu cảm tốt, đẹp gái, bận bộ bà ba
Chịu quá rồi, đẩy ra nguyên một tớp diễn phụ trợ nữa. Cô My thấy sao cô My? Dạ em là em chịu từ vòng trước kia chị, mà không bấm về đội em buồn hết sốt chị á. Tại sao vậy My? Vòng trước là em với anh Đại là giành giật nhau mà muốn sống lộn luôn. Con, tại sao con không quyết định? Thường là con nít rồi thích mấy cô đẹp lắm mà sao con không quyết định về đội cô My? Dạ tại con thích chú Đại hơn. Tại sao? Tại sao? Tại sao thích chú Đại hơn? Đẹp trai. Trời ơi. Trời ơi, tôi té ghe luôn, tôi té ghe luôn. Trời ơi, bá nịnh thầy mà nịnh ra mặt của ông tới đâu, thời của Đại tới đâu. Cô Việt Hương với lại chú Đại Nghĩa đó, à con thích ai hơn? Con thích cả hai. Yeah, băng tiền, băng tiền, băng tiền. Giữa cô Đam Trang với chú Minh Xù con thích ai hơn? Ai con cũng thích hết. Ừ, trời, tao này được cái dễ dãi. Quá hậu thân thiện là con đó. Đây, trao luôn nguyên cái dương miệng. 10 điểm ứng xử là con đó. Xin được chúc mừng Trúc Mai, cảm ơn con với tiết mục của mình. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi tiết mục tiếp theo quý vị nhé. Xin mời. Hết mấy lời mẹ ru. Ủa mẹ bị làm sao vậy mẹ? Không sao đâu. Cứ mỗi lần mà cứ quay vòng tròn ở chỗ đó là cái vai mẹ nó đau. Thì thôi mẹ ngồi xuống đi. Mà con đã nói với mẹ rồi, mỗi khi mẹ diễn tới cái khúc này là mẹ cứ bị đau hoài à. Hay là hôm nay mẹ đừng có diễn chung với con được không? Sao vậy? Sao không cho mẹ diễn với con? Dạ, chỉ có học sinh diễn thôi. Không, bây giờ không diễn cũng được. Vậy mẹ chở con tới trường, xong mẹ ngồi dưới mẹ cổ vũ cho con. Mẹ mà đi là con run, con không múa được. Mẹ ngồi khuất cái con đâu có thấy mẹ. Con không thấy mẹ thì con đâu có run. Thôi, mẹ mà đi con run, con múa được là con rớt á. Thôi, không cho đi thì không đi. Ha. Dạ. Cái mặt kìa. Nè, bây giờ á, nghe lời mẹ, rồi mẹ chở con tới trường con thi. Thi xong rồi về, mẹ lại mới rước con về. Xong mẹ dắt con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Rồi đi đi nhanh nhanh để trễ giờ bây giờ. Mẹ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa con bị gì hả? Dạ không. Chúng sơn hay sao vậy? Hay là mẹ để con ở đây đi. Để con đi bộ vô trường. Quên nữa, mình đi bộ cho thả lỏng tay chân mình đi múa được. Đúng rồi, đi đi, dạ. đi. Mẹ. Hả? Hay là mẹ đi trước đi, hôm nay là buổi đầu tiên mẹ đi làm mà. Thôi được rồi, bữa nay biết lo cho tôi nữa. À đi nè. Ủa? Chào bạn. Nè mọi người, nghe nói tối nay bạn Hân đi thi văn nghệ mà sao mặc đồ kỳ vậy? Mặc đồ vừa xấu mà vừa cũ nữa chứ. Nè, mình đang nói chuyện với bạn đó nha. Hay là bạn sợ mình nói tới mẹ của bạn? Nè, bạn không được đụng tới mẹ mình nha. Mình thích đó thì sao? Nè mọi người, biết gì không? Mẹ của bạn Hân bị gù. Sao? Mình nói không đúng hả? Mẹ của bạn bị gù. Bạn làm gì vậy? Mình đã nói là bạn không được đụng tới mẹ mình mà. Mình thích nói, mình vẫn thích nói. Mình đã nói bạn đừng có nói nữa mà. Ui. Bạn có sao không? Bạn trời có ơi. Con ơi con. Ôi, bị cái gì vậy nè? Sao té vậy con? Con kìa. Đứng lên con. Sao vậy nè? Ủa, thì ra là chị đó hả? Dạ, chào chị. Chị à, sao chị để con, chị đánh con tôi vậy? Nhiều khi chị hiểu lầm đó, con nít mà nó giỡn với nhau rồi đụng tay đụng chân rồi nó lỡ té đó chị. Con chị nó rất là vô lễ, mà sẵn đây tôi nói cho chị biết, tôi là hội trưởng hội phụ huynh. Con chị cứ vô lễ như vậy hoài thì có thể nó sẽ bị đuổi học đó chị. Chị, Hân đứng nghe nè. Con qua con xin lỗi bạn đi. Con có qua xin lỗi bạn đâu. Qua xin lỗi con bạn. Con có qua xin lỗi anh đâu. Con đâu có làm gì sai đâu. Sinh con ra mà không dạy được con cũng là một thất bại của người mẹ đó chị. Thôi em thay mặt Hân xin lỗi cháu nữa. Còn chị nữa. Hình như tôi nhớ bữa nay là ngày đầu tiên chị đi làm giúp việc cho nhà tôi đúng không? Dạ dạ.
Dạ đúng rồi chị. Thôi từ bây giờ chị khỏi đến nữa nha. Chị đi ơi, con. Mình hiểu lầm á, có gì mình từ từ mình nói. Thôi chị, được rồi. Có gì mình nói chuyện với nhau. Tôi không muốn nhận gì nữa. Ấy da, ấy da. Con làm cái gì vậy hả? Chị, con nghe em dạy. Về dạy lại con chị đi. Ai cho con cắn người ta vậy hả? Ai biểu người ta coi thường mẹ chơi? Con đã nói với mẹ rồi, cái gì mẹ cũng nhường hết á. Mẹ không làm được chỗ này thì mẹ làm chỗ khác. Mẹ cứ để ta coi thường mẹ hoài à. Đứng lại. Ai cho con nói gì với mẹ? Ai dạy con hổn như vậy hả? Con không cho mẹ diễn chung với con, mẹ cũng chiều con. Con không cho mẹ tới trường cổ vũ văn nghệ con, mẹ cũng làm theo ý con rồi. Bây giờ tới cái chuyện mà hằng ngày đưa con đi học, con cũng không cho mẹ đưa con tới trường nữa. Tại con sợ bạn bè con nhìn thấy mẹ rồi cười con đúng không? Con xấu hổ vì con nghe mẹ như mẹ lắm đúng không mà? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Không phải là con sợ người ta cười con, mà con sợ người ta khinh thường mẹ làm cho mẹ buồn. Nhưng mà con không có muốn thấy mẹ buồn. Trời ơi con tôi, mẹ thương con như vậy làm sao mà con xấu hổ được. Con xin lỗi mẹ. Lỗi con ơi. Thôi nè, nín giấc nào mất khóc nữa nè. Đi thi văn nghệ trễ giờ rồi. Xe từ đâu rồi? Đưa con tôi đi thi văn. Cô chức làm diễn viên, giọng nói con rất là tốt. Con diễn con biết tiết chế, con biết cách là con phải làm cái gì. Nhưng mà cái bài dựng này cho con, cái vở này cho con hơi bị nặng. Con diễn xuất nó vô cùng là tự nhiên ha. Con chưa có qua trường lớp, nhưng mà cũng nhờ như vậy là tụi con có được cái sự tự nhiên. Cộng với cái bản thân của con là một em bé rất là nhạy bén với nghệ thuật, cho nên con mới có được những điều đó. Cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Cảm ơn con. Con diễn giống như hơi thở của con, như tiếng nói của con. Tất cả mọi cái nó nhẹ nhàng, nó toát ra. Và chính vì thế làm cho cái phần trình diễn của con nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Con đã làm rất tốt trong cái vai diễn khó này. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn ban giám khảo. Khổ tính khôn cùng, à du hỡi ơi.
cái bài dựng dễ thương quá à. Một cái tiết mục á, nó cũng giống như là một cái món ăn á, nó phải đủ cái vị vừa phải, nêm chút cái nó hơi bị đậm á, nó hơi đậm lại chút nó cũng không được ha. Đối với cô Hương thì chọn cái bài hát này hơi nặng đối với con quá, có nghĩa là cái quảng cao nó quá nhiều, giống như cho lâu lâu kêu lên một cái nghe nó đã, còn đây nó liên tục hai ba câu nằm ở trên, có nghĩa là chọn cái bài nào mà tắp rồi đã thì mình mới thấy nó có cái điểm nhấn. Cảm ơn cô Việt Hương. Con có một cái chất giọng rất là mềm mượt và cái giọng ốc của con cũng khá là sáng, nhưng mà tập giọng chuyển kỹ hơn nữa, rồi tập cái cột hơi của mình chắc hơn, để khi mình chuyển tất cả những nốt nhạc đó nó chắc hơn, nó không bị lung lay, thì mình kỹ lại chút xíu thôi. Chúc mừng con. Mưa dày nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con, sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua cho cánh con người bạn qua, tùa trẻ tùa hiếu ta lư thiên. Mới hiểu lòng đau, ai có đi xa nơi chốn nhau, cánh rung mây tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị muôn nước lèo đã sang quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao du khách. Điệu múa lâm thôn đêm chùa giới khai, hỏi nói nhân ân tình của lữ khách phương xa. Một cái hót tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Cái trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn.
Đã vậy chương trình còn làm đầy đủ hết cừ cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái vàng bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp. Tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay. Nó nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ con giật mình. Cái duyên lắm. Cảm ơn cô Diệu Hương, còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát, con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi, thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như nào mà đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tông đô thứ thôi, cái dây đó là tông đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tông đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hô tay nữa cho Trung Hậu. Còn lại thanh niên và trai tráng thiếu nữ, bắt hết cho ta. Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở vùng suối sâu, chúng ta cùng thương nhau như anh em một nhà, cùng nhau ta múa ca đồng cổ hòa. Hey, ta là quỷ một, còn ta là quỷ hai. Ta là quỷ chúa. Chúng ta là lũ quỷ. Chán ghê, động tác thì nghèo nàn, nhảy bố thì chật nhịp. Coi kìa, cái mặt thì đơ thua. Ê, 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 ê. Cái lũ các ngươi đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi bắt dân làng thì phải tập múa cho đàng hoàng chứ.
Để bây giờ một đứa con nít nó cười vô trong mặt kìa. Nè, dám chê bọn ta nhảy xấu hả? Có ngon á thì cho bọn ta vô vòng trong đi, bọn ta múa dân ca cho mà coi. Diễn cho vui đi, ta mà được vào vòng trong thì ngươi mới được múa dân ca. Còn bây giờ thì thả nha làng của tre ra đây. Còn khuya, giỏi á, bước qua đây nè. Con mắt nó hiểu mũi con chưa có thật. Nè đi về không có công. Thôi, nói nhiều làm gì, đem hết dân làng về động cho ta. Dạ. Đi. Ta ra. Thả bọn ta ra. Thả bọn ta ra. Để lên. Để lên. Đứng lại, đứng lại. Bà buông dân ra, bà đừng có cản con để con đi cứu dân làng. Đứng lại bà quỷ kia. Ai làm gì con mà con thở dữ vậy hả? Con bị được. Ê! Con bé kìa, ta mới thấy nhà ngươi rượt theo ai đó. Rượt hả? Ngon không? Không, không có ngon. Liệu hồn bây giờ vậy? Có chừng đó. Có đau không? Đau đúng không? Đau, đau. Mốt đừng có nói dối nít nữa nghe chưa? Xúc dầu cho ta nha. Ừ, về xúc dầu cho. Bà, hả? Sao hồi nãy bà không cản con? Ta có cản, mà con dùng dãy dữ quá, một mình ta cản không có nổi. Một mình bà cản không nổi thì kêu tất cả mọi người là cản con. Làng mình bị bắt hết trơn rồi, còn ai đâu mà cản con. À, con quên. Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc mọi người bị bắt sao? Ta thì quá già, con thì còn quá nhỏ, làm sao mà đánh lại bọn chúng? Cho dù mình có lớn đi chăng nữa cũng không đánh lại bọn chúng. Kìa, con gái. Tại sao con lại nản chí? Con phải tự tin vào sức mạnh của mình chứ. Ủa, người là ai? Ta là Âu Cơ, là mẹ của con. Và con là đứa con thứ 100 của ta. Mẹ. Mẹ đến để giúp con sao? Đúng. Trong người con có một nguồn năng lượng cần được khai sáng. Khi nguồn năng lượng ấy được khai thông, cũng là lúc con có đủ sức mạnh chiến đấu với lũ quỷ để cứu dân làng. Đây, ta tặng cho con quyển võ thuật cùng với tấm bản đồ. Khi con học xong cũng là lúc sức mạnh của con được khai thông. Lúc đó con hãy lần theo tấm bản đồ đến động của lũ quỷ để cứu dân làng con nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. À, con hiểu rồi. Nhưng mà mẹ ơi, con gọi ai vậy? Dạ mẹ con. Mẹ con? Âu Cơ, người đang ở đâu? Dạ mới ở đây nè. Hồi nãy mẹ còn đưa cho con cái này nè. Mẹ nói khi nào con học xong cái này thì con sẽ có sức mạnh để đi đánh bọn quỷ hay cứu dân làng. Vậy thì con mau học đi. Lại đây. Con. À, tới nơi rồi. Nhưng mà làm sao để gọi bọn quỷ ra ta? Mình đã có cách. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Không chạy ra sẽ thành heo quay đó. Cháy rồi. Các con ơi chạy đi. Trời ơi trời, ai chơi kỳ cục nước nhà tí vậy? Bị dụ ơi, bị dụ ơi. Mắc cười lắm hả? Thì ra là các con bé nhảy ranh này. Dám nói xạo bọn ta. Ai cho ngươi dám tới động của ta để náo loạn hả? Nhà ngươi tới đây làm cái gì? Đòi lại dân làng. Mắc cười quá. Đánh thắng bọn ta đi thì bọn ta sẽ thả dân làng của nhà ngươi ra. Được, ngươi chắc chứ? Tụi ta có thể ăn bậy nhưng không bao giờ nói bậy.
đã hứa thì sẽ giữ lời. Vậy thì các ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây. Hey, quỷ con, gian trộm. Con gái, con hãy tha cho bọn chúng đi. Mẹ ơi, người này là ai mà sao kêu con bằng con gái? Ta là Lạc Long Quân, là cha của con. Sao cha con giống vị chúa quá vậy? Đúng vậy, chính ta đã nhờ cha con giả làm quỷ chúa để khai sáng nguồn năng lượng trong con. Phải đó con gái, con lũ quỷ kia chỉ là binh tôm tướng cá ở dưới Long Cung. Chúng chỉ làm theo nhiệm vụ của ta thôi, cho nên con hãy tha mạng cho chúng đi. Dạ, con biết rồi. Đàn bạn, đàn là con gì ở dưới Long Cung vậy? Mình là con tôm càng xanh á. Còn bạn? Mình là cá mặt quỷ. Hàng chi, xấu như quỷ. Thôi con gái, con dạ. Đừng gặp bọn chúng nữa. Bây giờ năng lượng của con được khai sáng. Con hãy dùng nó bảo vệ cho dân làng, con dân Âu Lạc nghe chưa? Dạ. Còn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu, tiếp lời ru của biển. Dì dào ngồn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng ru tình cha, lên ngàn non tìm mẹ. Hoa tây Trần Ngọc Hằng, con rất là tài năng ngày hôm nay, xin được mời ban giám khảo đưa ra ý kiến của mình. Con á là trường hợp đặc biệt, vũ võ được nè, diễn kịch được nè, hát được nè, có nghĩa là con đầy đủ hết. Nhưng mà con có biết không, buổi sáng là mình ăn một cái gói xôi á, ở trên gói xôi đó có một miếng lạc xưởng nè, một miếng chả nè, một miếng ba tê nè, chút xíu đậu phộng nè, chút xíu trà bông, thì con ăn chung với xôi con sẽ thấy nó ngon. Còn nếu trong một cái gói xôi buổi sáng mà mình ăn mà có tính 5 miếng lạc xưởng, 5 miếng chả, 5 miếng trà bông, 5 miếng đậu phộng thì mình sẽ ngán. Nó quá dài cho một cái đứa bé 5 tuổi có đủ cái sức đứng trên sân khấu. Con liên tục phải tỏ vẻ là anh hùng thì giọng con lúc nào phải ở tông cao. Thì cảm giác 1-2 câu đầu nó dễ thương. Đi dần tới thì cái người diễn viên nó không có cái sự lên xuống thì nó sẽ làm cho người ta khó chịu với cái tông liên tục.
gọi là mua đô tông, một tông duy nhất. Các chú đưa con ra quá nhiều thứ, giống như ăn xôi nãy cô Diệp Hương nói á, cái khả năng của con tới đâu các cô chú phải dũa cho con chứ không phải là bài ra. Cái này là cô hoàn toàn khen bé Hà, chỉ có nhắc nhở các cô chú dàn dựng cho con. Bây giờ mình về mình coi cái nào giỏi nhất để mình học nhất dễ tin nhất thương dinh nha. Dạ con cảm ơn cô. Cho cô hôn con đó, chạy xuống ôm thùng cô Trang. Dễ thương quá à. Dù gì con cũng là một em bé rất là khôn ngoan, đúng không? Một cái bài quá dài, con nhớ thoại, nhớ hát, đứng rất là bình tĩnh, rất là tự tin. Mặt lúc nào giơ cái tay. Trời, nhiêu đó không là 9.75 rồi. Trời ơi. Gì đây? Mình được 9.75 mình hiểu, 9.75 là nó có giá trị gì hơn mình? Đi học mấy điểm là cao nhất? Dạ 10. 9.75 là cao nhất chưa? Là thấp nhất đó, là thấp chưa. Chưa cao nhất vậy nó nằm ở đâu? Nó phải thấp nhất không? Dạ phải. Hả? Phải luôn. Không, 9.75 là gần 10 đó con. Dạ. Dạ, rồi, còn chú đây nghĩ đi sao à, xin mời chú. Trời, phải chi mà con hung chú một cái chú cho 10 luôn. Con rất là xứng đáng nhận được một cái điểm số cao từ các cô chú. Riêng cái góc độ cá nhân á, thì chú vẫn phải khen con. Khi mà con vừa mới xuất hiện trên sân khấu, chú quay qua nói với cô Hương, không biết sao một đứa nhỏ 5 tuổi mà nó có thể nó hiểu, nó cảm được hết tất cả những gì nó làm và nó đang trình diễn một cách tự tin trên sân khấu như thế. Con rất xứng đáng nhận được điểm số cao từ các cô chú. Chúc mừng con. Như khóc như kỳ, trùng trùng dân Nam Hải chi nguyện, trăm là năm hương khói mỗi ngày, trăm là năm hương khói ngày lễ thần. Trời ơi, trời ơi. Vừa rồi chính là anh Thư. Con hát hay dễ sợ luôn á. Ước gì con bận cái quần ống loe, đừng có bận cái quần ống tấm. Với lại con bớt dài bông lên đầu nữa là 10 điểm. Dài bông cho xứng với cái dàn múa. Tại sao bận quần ống loe? Tại thầy kia. Thầy nào á? Thầy Đại ơi. Em thấy hài hòa đúng không? Cái tông màu vàng đi với vũ đoàn vàng với hồng luôn. Rồi bên kia cũng về bông, bên đây cũng vàng bông. Muốn hát bài em trồng vàng bông trước cửa nhà em. Trời ơi, trời ơi, dập cái này còn nặng hơn. Con ơi, cái gương mặt con rất là đẹp, rất là sáng. Mà cái sự duyên dáng nó phúc hậu, nó hiện hiện. Cái gương mặt đào chánh. Mà cái giọng con nó vẫn có một cái chất gì đó, nó ấm áp, thích quá. Đúng, quả thật là giọng con rất là đẹp. Và hát chính xác từng nốt nhạc, rất là nhẹ nhàng, rất là thư thả, rất là dễ thương. Thứ hai nữa, không biết mọi người có nhận ra không, đây là một bài hát dân gian, nhưng mà lại có cái tiếng saxophone trong đó, vừa tây ta kết hợp với nhau. Nghe cái bài của con nó rất là sang. Mấy người thổi sax lúc nào cũng là cứu vớt cho cái hòa âm đó. Em nghĩ đó chị. Con ơi, nói chung là cô chú thỏa mãn quá, vui quá. Cái bàn của cái chuyện không dính dáng với con á. Con gỡ bông con đẹp hết sức, bận cái quần vô nữa đẹp hết sảy. Dạ, một tràng hố tay nữa với anh Thư. Tiếng hát ngân nga
đời. Trống nhạc nổi lớn cho sân khấu cải lương thêm lộng lẫy huy hoàng. Đây xiêm y giáp bào rực rỡ, đây cung vàng điện ngọc huy nga. Bỏ vui buồn thấy sự của đời riêng, tình cùng đời chung sân khấu. Vua hẹn tôi trung đào thương hay kép võ quyền sống với đam mê thác trọn giới dài tuồng. Dạng tình sắc son với sân khấu muôn màu. Dù đời thôn già hay chốn phồn hoa, vẫn đắm say bao thế hệ qua từng câu ca thiết tha. Vẫn cháy hết mình cho cả trái tim yêu, yêu sân khấu, yêu cả bao đời dình dơ. Của sân khấu cài lương cũng không thể lung lay được niềm đam mê bất tận. Cả một kho tàng mà chúng tôi xin gìn giữ để đến mai sau cài lương mãi lưu truyền. Dù cho giật đồi sao dời, lòng ta son sắc dạng tình thủy chung. Và đó chính là Trung Hậu. Không biết là ban giám khảo cảm nhận như thế nào? Không còn lời gì để nói. Ai mà dựng cái bài đẹp quá. Con vừa mới cất cái giọng hát lên cô với chú Nghĩa đó. Hai đứa dẫn nhau đi về. Mà sao con biết cải lương từ nhỏ mà hát? Dạ tại con nghe rồi con hát theo. Cái giọng hát của con á, khi mà cất lên chú nghe như tiếng chuông á. Tiếng chuông nó ngân 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 mà nó vang vang vang. Con hát nó nhẹ nhàng như hơi thở, không cần phải cố gắng một cái gì hết. Thêm cái phần dàn dựng đẹp mắt nữa, tự nhiên cảm giác những người làm sân khấu như mình nó cảm giác mình hãnh diện á. Hãnh diện mà đã lắm. Với những ai mà theo nghề cái lương bây giờ, chú nghĩ rất là quý, mà đặc biệt là các bạn nhỏ nữa. Với những bạn nhỏ tài năng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng sân khấu cái lương không bao giờ chết cả, vẫn còn rất nhiều thế hệ kế thừa. Cảm ơn con một lần nữa nha. Con có thể hát một cái bài hát rất là dài như vậy mà vẫn giữ được cái vị trí âm thanh, nốt rất là chuẩn xác từ đầu cho tới cuối. Cô chúc mừng con. Một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho tiết mục của con ngày hôm nay.
kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ sát, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong giao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Chiều ta tiếng tiêu buồn êm qua, hồn lật ngay trong tiếng hát đưa nhịp nhàng tiếng cười thương ngây. Mịt mùng đêm thâu cung hằng trên chết bông quấn sau rặng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, dạ cho thật đều, dạ cho thật nhanh, dạ cho kéo kéo trăng phai rồi, khoan hò khoan tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhiệt thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Trên chết bóng quấn sau rặng tre, tiếng ai hò chập trùng xa đưa, hò là hò lơ hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, dạ cho thật đều, dạ cho thật nhanh, dạ cho khéo kéo trăng phai rồi, khoan hò khoan tiếng chảy khua vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trắng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong giao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Mừng xuân mất giữa mai vàng bánh trưng, chuyến
khắp quê hương mình người người, tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, má xinh con đen sao em thẹn thùng, từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu mong chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi, xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau, xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng, mình mừng xuân mất giữa mai vàng bánh trưng, trên khắp quê hương mình người người, tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hơn. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, má xinh con đen sao em thẹn thùng, từng nụ cười ngây thơ mừng xuân từ lâu mong chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi, xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Gọi tôi là Trinh Muội.
kể từ khi anh bán rẻ lương tâm, cam lòn cuối làm tay sai chó chặt, thì đã hết tình thâm quyết nhục. Tôi và anh giờ là hai kẻ đại thù. Trình Huy, thôi đi. Anh nỡ tâm đem tình thân dày dẻo, anh nỡ tâm quên nỗi giống quê mình. Lòng người hơn cam dưới quân phan loạn, còn gì tình thân giữa anh em mình. Thà tôi xuống tay gương xóa tan ơn tình. Trình hỡi em nghe lời anh bày tỏ, anh phải đâu tham gì ba sang giàu, vì lòng hờn cầm nuốt bao ngâm người nhục, thèm lòn thân sống bên quân thù, chờ tham báo quân bình. Sao trả hàng sống bên giặc để lấy tính à? Không, tôi không tin. Thề chừng có hương linh, cha già soi sáng lòng. Bẩm chủ tướng, bồ câu đưa tin giặc bấy lâu nay là do Triệu Thiếu Vũ đang thầm dò thám. Đại quân ơi, vì mang nặng hờn căm với bọn sói lang xeo dậy quê cha đất tổ. Chiều đắng cay đau khổ lòn cuối, bọn xâm lăng để thăm báo quân. Trinh muội cũng là làm theo di nguyện của cha mình, nay tất cả đã trong bàn tay anh nắm giữ, vội vã trở về để sum họp cùng em. Trinh muội vui sinh để đầu cùng anh, mong lòng quân sai lang, trong lòng anh dâng lửa thiêng, muốn cùng em phất cao ngọn cờ. Bây giờ có anh về đây, chúng ta đã diệt tổ cứu nước non. Triệu Trinh Nương, người em gái nhỏ, nhưng tấm lòng em cao lớn tựa mây trời. Trong tay ta chỉ chắc thù, xóa tan hết áng mây mù xâm lăng. Ngày mai sông dày đất bằng, núi nưa lưu sự lập bàn hương án. Hương đưa
rồi ngày tháng tư lương hôm nay huynh muội chung đường sông pha.
Một ràng hoa tay thật lớn cho Phương Nhi và Quốc Đại. Con ơi, con thì nhỏ tuổi quá, mà con cho cô tin đây là bà Triệu Thị Trinh luôn. Và có nhiều lúc á, cô sợ hết da gà. Cô rất là tin là con là Triệu Thị Trinh. Đặc biệt á, là anh Đại, anh có cái giọng hát hay quá. Và khi mà hai thầy trò hát lên, nó trời ơi, đã dễ sợ. Và khi mà mình làm diễn viên thì cô Việt Cương có nói là đêm nay chấm cái thần ha. Con có cái thần thái của một cái người nghệ sĩ để đi ra biểu diễn. Và cô tin chắc là bà tướng này ra trận sẽ thắng. Tại sao một tiết mục làm cho trái tim cô cảm thấy rất là lay động? Bởi vì mình nhìn thấy được sự làm việc quá nghiêm túc của cả thầy Quốc Đại và của cả con bé Phương Nhi, của cả một tập thể, cả một ekip rất là lớn bên cạnh thầy Quốc Đại đã làm cho con. Bản thân bé Nhi là cô đã đánh giá con rất cao từ những ngày đầu. Và cô rất yêu giọng hát của con, một giọng hát đa màu sắc. Và ngày hôm nay con thực sự là tỏa sáng, bởi vì con rất là đẹp. Đẹp trong ánh mắt, đẹp trong giọng nói của con, đẹp trong cách diễn xuất. Và một lần nữa cô xin được đứng lên để chúc mừng cho thầy Quốc Đại và bé Nhi trong đêm chung kết ngày hôm nay. Chú dòm xuống dưới cái bảng này của chú thấy để là dàn dựng là cô Bình Tinh phải không con? Trời, hợp lý luôn. Chú Quốc Đại đã mời được cô Bình Tinh quay trở lại cùng với chương trình để mà dàn dựng cho con một cái tiết mục đúng là cái sở trường của cô Bình Tinh luôn. Đóng cái vai Triệu Thị Trinh không đơn giản. Đây là lần đầu tiên chú Nghĩa coi trong một cuộc thi dành cho các con mà lấy nhân vật Triệu Thị Trinh ra. Quá hay đi con ơi. Những vòng trước thì chúng ta chỉ thấy bé Phương Nhi là hát là nhiều, hoặc là có một tuần con cũng làm cái ca cảnh mà Hồ Quảng đó, thì lúc đó vũ đạo không có nhiều. Nhưng mà qua tới cái tuần này đêm chung kết, con làm chú Nghĩa rất bất ngờ bởi cái vũ đạo chắc đẹp và khỏe lắm của con. Phải nói rằng là cô Bình Tinh cũng như thầy của con đã trau chuốt cho con từng đường nét một để con diễn ra được cái thần thái của nhân vật Triệu Thị Trinh. Giọng hát là không có bàn đến, là bởi vì giọng hát con đã hay từ đầu chương trình tới bây giờ rồi. Cảm ơn con, cảm ơn thầy Quốc Đại, cảm ơn cô Bình Tinh đã mang đến một tiết mục tuyệt vời cho đêm chung kết này. Mình thường nghĩ rằng là nghệ sĩ Bình Tinh của chúng ta hồi nãy giờ mọi người đang nhắc tới và cảm ơn rất là nhiều. Và cô ấy đang đứng len lén ở đằng sau cánh gà thôi. Một tràng hô tay cho nghệ sĩ Bình Tinh lên sân khấu được không ạ? Dạ bận lắm á, mà nói hôm nay mấy giờ con thi vậy anh? Em chạy lên, em phải chạy lên coi em mới yên tâm. Xin mời Bình Tinh. Không biết là cảm giác của Bình Tinh như thế nào khi đứng ở phía dưới và xem hết tất cả những sự nỗ lực và cố gắng của hai thầy trò. Xin mời Bình Tinh. Thật sự bây giờ thì không biết nói gì hết, khi mà nhìn thấy bé Nhi đã làm được tất cả những cái gì mà cô Bình Tinh truyền đạt, từ lời nói, từ tư tưởng cho tới tất cả những bộ tịch vũ đạo mà Bình Tinh nghĩ là trong một khoảng thời gian ngắn có thể là Nhi sẽ không tiếp thu được. Nhưng một cô bé rất là nghị lực và rất là giỏi. Và xin cảm ơn thầy Đại đã cho Bình Tinh có duyên và gặp được một cô bé rất là đáng yêu này ạ. Cảm ơn Bình Tinh rất là nhiều. Và mình sự tin chắc rằng không chỉ riêng nghệ sĩ Bình Tinh đâu, còn rất là nhiều nghệ sĩ đến từ hai lớp học ngày hôm nay đã hỗ trợ rất đắc lực cho tất cả các bạn tài năng nhỏ của chúng ta. Và ngày hôm nay một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục vừa rồi của Phương Nhi đến từ lớp học của thầy Quốc Đại. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ.